Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Cross. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Corolla Cross có những phiên bản, ví dụ như là phiên bản thấp nhất là phiên bản 1.8G, xong đến phiên bản 1.8V là phiên bản trung, phiên bản đủ đồ. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện, tức là HV 1.8 các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8, phiên bản 1.8V, phiên bản đủ, phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Full option rồi các bạn ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, nó là rất hiếm có trên thị trường. Đó là chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2020, nhưng mới lăn bánh có 13.000 km thôi các bạn ạ. Đấy, cái đồng hồ chạy quá là ít. Chắc chắn tôi đăng lên trên mạng thì ai cũng nghĩ là xe về salon thì anh em tua đồng hồ, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Những chiếc xe chạy quá ít như thế này ai lại tua về nó ít như vậy các bạn nhé. Nếu như có tua đồng hồ thì đối với những chiếc xe chạy quá nhiều, và nếu tua đồng hồ cũng phải để tương ứng mỗi một năm chạy khoảng 1.000.000 km các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này tôi chứng minh cho quý vị và các bạn biết là 13.000 km là điều là đặc biệt là ở cái dàn lốp này, dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn, lốp xưa cua cũng còn mới tinh chưa hạ, nội thất rất là mới, tất cả còn nguyên bản ạ, zin luôn cả từ nước sơn zin của xe còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết, không tai nạn, không ngập nước, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, một chủ từ đầu các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá 745 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8V 2020 siêu lướt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài các bạn nhé. Xem nước sơn zin nguyên bản của cả xe này có còn thật không, như tôi nói không thì các bạn nhé. Đây các bạn xem đây ạ. Một chiếc xe 2020 mới lăn bánh có 13.000 km thôi. Rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Chưa có một vết sơn lại nữa đâu ạ, sơn zin cả xe. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì tôi cũng có đăng một cái video lúc tôi mua đấy ạ. Đấy, và bây giờ thì tôi chỉ có rửa nước lã thôi, đúng nghĩa là chỉ vừa mới rửa nước lã. Đấy, tôi vừa mới rửa là còn đang giỏ nước này, chưa khô nước này. Đấy, vừa mới rửa xong là tôi đem ra đây, tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn xem đấy. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Tôi giới thiệu qua một chút về chiếc Cross này thì quý bạn cũng đã biết rồi đấy. Từ ngày xưa thì những chiếc xe Toyota ấy, nói chung là chỉ để ý về đến cái chất lượng thôi, bền bỉ về chất lượng thôi, nhưng còn về kiểu dáng này, về option này, về công nghệ cũng không có gì nhiều. Nhưng một số năm trở lại về gần đây thì Toyota cũng đã không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để cải tiến cho một chiếc xe. Bây giờ là đã ra được một chiếc xe Toyota Cross phiên bản này. Thì thứ nhất là các bạn xem đây ạ, về ngoại hình, thiết kế đều rất là đẹp các bạn nhé. Cái thứ hai nữa là cả một bầu trời công nghệ đã được đưa vào chiếc Toyota Cross này rồi các bạn ạ. Toàn bộ từ khóa thông minh, đề nổ, start top, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, cảnh báo vượt trên gương, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ nóc, cruise control. Đấy, nói chung là rất là nhiều option, rất là nhiều công nghệ cho một chiếc xe Toyota Cross này các bạn nhé. Đấy, camera thì 360 rồi. Đấy, về nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Đèn led ban ngày này, đấy, đèn led, đèn daylight, đèn led ban ngày đây, tôi quay cho các bạn xem này.
toàn bộ rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ cụm đèn pha bi xe nông, hệ thống đèn là full LED rồi này, đèn LED ban ngày này. Đấy, một chiếc xe 2020, lăn bánh có 1.3 vạn thôi, tức là 13.000 km đấy ạ. Không khác thì một chiếc xe mới đưa từ hãng ra các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu bạn thấy đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này, cảnh báo vượt trên gương. Đây, nếu như có xe mà vượt thì cái cảnh báo này, nó đèn này nó sẽ sáng này, cảnh báo vượt trên gương này. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi. Và lốp đây, thưa với quý vị và các bạn, cả một dàn lốp theo xe còn dày còn mới như này, mới có 13.000 km thôi. Xe được sản xuất năm 2020 đây, date lốp 2020 này. Đấy, dàn lốp các bạn xem này, dàn lốp theo xe đây nhá, 2020 này, date 2020 và còn mới còn dày như này đây. Đấy, quý vị các bạn xem, có đúng là 13.000 km không các bạn nhá? Căn cứ vào cái lốp, nó cũng là một cái yếu tố để căn cứ thôi, chứ còn nhiều yếu tố khác nữa các bạn ạ. Đấy, tí nữa cả về phần nội thất, các bạn xem nội thất ạ. Đấy, đến lốp 2020 này. Đấy, lốp này, 2020 zin cả dàn luôn ạ, lốp siêu cua. Cái khoang đằng sau còn mới tinh, chưa hạ cơ. Lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn xem về cái phần lốp siêu cua đằng sau nhá. Lát nữa xem về cái cốp thì tôi sẽ giới thiệu sau. Là răng đúc mặt phay rất là đẹp và cũng chưa có xước sát gì cả. Đấy, nhìn về bên ngoài các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn. Chỉ có rửa nước lã đi là tôi đăng tôi bán rồi bạn nhá, không phải làm cái gì đâu. Sơn zin nguyên bản cả xe này. Quý vị các bạn mua một chiếc xe này thì rất là rẻ, vì đời nó 2020, giá thành thì rất là rẻ, nhưng được sử dụng như một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, vì là chạy quá ít. Cụm đèn hậu cũng là hệ thống đèn là full LED rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp, rất là mới luôn nhé. Toàn bộ từ logo đến chữ đều rất là đẹp, rất mới này. Chưa có bị xước sát, chưa có bị va đập gì cả đâu các bạn này. Camera 360 rồi, cả trước cả sau, cả hai bên. Đấy, camera này, cảm biến lùi quanh xe luôn ạ. Có cả cảm biến trước, cảm biến sau luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về phần gầm này, mới có 13.000 km thôi, thì không khác thì một chiếc xe mới đâu các bạn này. Đấy, tôi vừa mới rửa thì cũng chỉ rửa được cái phần vỏ thôi, chứ bên trong cũng không làm gì cả, không dọn vào gầm đây. Chạy xe chạy Hà Nội thì rất là đẹp luôn các bạn nhé. Không có gì phải bàn, không có gì phải chê về một chiếc xe này nữa đâu các bạn ạ. Có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt, quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Còn nếu như quý vị các bạn nào mà không yên tâm về chất lượng, có thể mang xe vào hãng để check, vì chiếc xe này full lịch sử ở trong hãng cơ, vẫn còn sổ bảo hành. Đấy, các bạn xem nhá, tí nữa tôi cho các bạn xem cái sổ bảo hành ở trong xe còn đầy đủ nguyên hết tất cả các bạn ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Bên ngoài nó còn nguyên bản, thì bên trong keo chỉ chắc chắn là không phải giới thiệu đến quý vị và các bạn nữa rồi. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, tắp bi các bạn xem này, mới tinh luôn, không khác gì một chiếc xe mới từ trong hãng ra đâu các bạn nhé. Đấy, vô lăng này. Đấy, các bạn xem này, vô lăng này, mới lăn bánh có 13.000 km thôi. Đây, đồng hồ công tơ mét đây, 13.000 km đây các bạn nhé. Đồng hồ này là cam kết với các bạn là đồng hồ chuẩn này, bảo dưỡng ở trong hãng đây này các bạn này. Chiếc xe này được làm tại Toyota Hà Đông. Đây, đang 13.000 km và đang hẹn 18.000 km các bạn này. Đấy, cũng mới thay dầu xong này. Đấy, các bạn xem này. Đấy, Toyota đây các bạn nhé, Toyota Hà Đông. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ nội thất này đều rất là mới, nội thất màu nâu, rất là sang các bạn nhé. Ghế lái chỉnh điện là 8 hướng luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đầy đủ option rồi. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Tem này là bên Thái Lan, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan các bạn nhé. Đấy, 20 tại Thái Lan này. Còn đây là cái tem này là về Toyota Việt Nam, mình lắp dán tem Toyota Việt Nam này, vì Toyota Việt Nam nhập về đấy ạ. Sản xuất năm 2020 này, tại Thái Lan này. Đấy, đây là cái tem nhà sản xuất, tất cả đều rất là mới, rất đẹp đây các bạn này. Cửa nóc này, toàn bộ về bên trong của chiếc xe này thì không phải giới thiệu gì nhiều cho quý vị và các bạn đâu, vì chiếc xe này nó không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần cửa trước. Bên lái, tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, toàn bộ từ những cái keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, về cái hàng ghế phía sau các bạn ạ, lại không khác gì một chiếc xe mới luôn. Đằng trước đã mới rồi, nhưng đằng sau còn mới hơn là cái điều chắc chắn luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần
option mà tôi đã nói, cả một bầu trời công nghệ được đưa vào chiếc xe Toyota Corolla Cross này luôn các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này, có rồi này. Đấy, và tiếp theo là cả một cái màn hình to đùng phía trước, đấy, tích hợp giải trí thông tin đa phương tiện luôn quý vị các bạn nhé. Tích hợp camera 360, đấy, rất nhiều ứng dụng cho chiếc xe này. Đấy, ở cái màn hình này tích hợp cả một bầu trời công nghệ vào rồi các bạn nhé. Đấy, và vô lăng thì các bạn thấy đây ạ, xe được trang bị là vô lăng bọc da ba chấu, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, kiểm soát hành trình ga tự động này, cruise control này, cảnh báo lệch làn này. Đấy, các bạn xem này, có cả cảnh báo lệch làn luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và bên trên này thì là có cửa nóc phân biệt giữa bản G với bản V. Bản G là bản thiếu, bản V là bản đủ. Phân biệt rõ nhất là bản V là có cửa nóc này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, nó khác biệt so với bản G các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ nội thất này thì không khác gì một chiếc xe mới các bạn ạ. Đấy, phải nói là Toyota cũng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thiết kế lên thay đổi, để thay đổi mẫu mã cũng như là công nghệ cho những chiếc xe của mình các bạn nhé, để cạnh tranh với các hãng khác. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau. Cốp sau có thể bấm vào trên này, đây. Đấy, toàn bộ từ ốc cốp sau này. Keo chỉ thì không phải giới thiệu gì các bạn nhiều rồi, vì bên ngoài nó còn zin, còn nguyên bản. Thì bên trong tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chủ yếu là về cái độ mới của xe thôi, chứ còn là zin luôn nhá, cam kết là zin hết luôn rồi này. Rất là mới luôn này, toàn bộ từ những cái phần nỉ trần. Những chiếc xe Cross thì gần như là nỉ trần là màu đen, màu đen cho nên là rất là sạch các bạn ạ. Đấy, toàn bộ những cái này đều rất mới này. Cốp chắn đồ này đều rất mới này, nội thất nhìn từ phía sau bạn thấy đấy ạ, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này, nội thất nâu rất sang. Và cái khoang cốp sau này thì gần như là chủ xe cũng mới sử dụng rất là ít, có 13.000 km thôi, thì có để đồ thì nó cũng không có bị xước sát gì nhiều đâu các bạn ạ. Rất là mới luôn này. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã dùng cái lót cốp sau này rồi, lót cốp nhựa này rồi. Đấy, cho nên bên dưới này phần nỉ còn mới tinh luôn. Đấy, phần nỉ còn mới tinh nhá. Bên dưới này phụ tùng đồ nghề, phụ tùng đồ nghề cũng còn mới tinh, vì lốp xưa cua còn chưa hạ. Đấy, kích kiếc đồ nghề này là còn mới này, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhá. Đấy, lốp xưa cua này, lốp xưa cua mới tinh chưa hạ này. Đấy, rất là mới luôn các bạn ạ. Về cái khoang cốp này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ tắp bi, cánh cửa, keo chỉ này, nội thất này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đều rất là mới này. Phải nói là quá là đẹp, một chiếc xe siêu lướt. Đấy, nhìn từ những cái bậc cửa này đã thế là mới rồi này, trải sàn này, lót sàn này, rất xịn luôn. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ táp bi các bạn thấy đây ạ, táp bi rất là mới này. Đấy, từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, vô lăng này, cần số này, đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, cái bệ tì tay này, cái tị tay này đều cũng mới tinh luôn này các bạn xem này. Đấy, toàn bộ chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ. Không tin thì quý vị và các bạn cứ đi tham khảo vào Toyota để xem những chiếc xe mới xem. Chiếc xe mới thì nó mới hơn một chút thôi, nhưng quý vị và các bạn mua xong, quý vị và các bạn đi một thời gian, một vài tháng thì nó cũng sẽ lại như chiếc xe này thôi. Mà quý vị và các bạn phải trả một số tiền hơn chiếc xe này rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và đây, toàn bộ sách hướng dẫn, sổ bảo hành này của xe là còn nguyên. Đấy, điều này chứng tỏ là phải nói là chủ xe mua xong là cũng để nguyên này, chưa có dùng một cái gì ở trong đây đâu. Đấy, chưa có dùng một cái gì nhá, đến cái sổ bảo hành này còn mới tinh này. Đấy, mua là 2020. Đây, 2020 đây các bạn này. Ngày mua là 2020 luôn các bạn nhé. Đấy, sổ bảo hành này, sách hướng dẫn này, đầy đủ, những cái này còn chưa bóc ra cơ. Đấy, những cái này chưa bóc ra này. Phải nói là đầy đủ như một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Đấy, mua về thì xe cũ nhưng không thiếu một cái gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đầy đủ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều không khác gì một chiếc xe mới rồi.
Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Động cơ thì cũng không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn à. Đấy, Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Corolla Cross 2020 này là cái khối động cơ 1.8 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động đấy, và tất cả là còn nguyên bản này, không khác gì một chiếc xe mới này. Toàn bộ những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản hết, vì chiếc xe này bảo hành bảo dưỡng tại hãng, nhưng chiếc xe này mới thay dầu được 2 lần đúng không các bạn ạ, mới thay dầu có 2 lần thôi, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này ạ. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhá. Đây, ốc cabo cũng còn nguyên này, bên ngoài nó còn nguyên bản, cho nên là bên trong còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi. Nước sơn ở trong cabo là còn nguyên bản đấy, cho nên là bên trong cabo này, từ ốc cabo này đấy, cho đến toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản, toàn bộ từ ngoại thất đã nguyên bản rồi, thì bên trong nội thất mới lại khoang máy nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên các bạn nhé. Cũng không có bị ngập nước đấy, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, phải nói là một chiếc xe này 2020, nhưng tôi khẳng định với quý vị các bạn, nhiều con 21, 22 cũng không đẹp bằng con này đâu. Đấy, 21, 22 chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe này đâu, vì mới có 13.000 km thôi các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, siêu lướt 13.000 km này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nguyên bản cả xe, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, không tai nạn, không ngập nước, không có va chạm, không có xước sát gì cả. Sơn zin còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 745 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị xe cho chúng tôi thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này, hãy liên hệ ngay theo hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.